Dạ vâng, em Tuấn ô tô cụ Giá Rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và hôm nay thì em lên sóng thanh lý báo giá tất cả mẫu gọi là những chiếc xe Toyota Vios, một mẫu xe thương hiệu quốc dân đang có mặt tại chợ Tô miền Bắc các bác nhé. Đâu đó có 2, 4, 6, 8, 10, 11 chiếc, 11 mẫu xe cho thoải mái các bác lựa chọn luôn. Có cả form mới, cả form cũ. Đấy, thì có những năm từ 2009 cho đến 2017, 18 các bác nhé. Đấy thì màu đen và màu bạc và màu trắng, đấy ba màu chủ đạo. Của ngày hôm nay em quay video em bảo muốn báo giá toàn thể cho quý anh chị bạn tham khảo luôn ạ. Đấy thì riêng dòng Toyota Vios này thì nó sở hữu cho mình động cơ, những cái form cũ thì chắc chắn là 1.5 rồi. Form mới ngoài kia có 2, 4, 5 em thì không biết là có em nào máy chấm hay không. Thì em sẽ báo giá thông tin đầy đủ cho quý anh chị bạn tham khảo luôn ạ. Đấy, bác nào mà cảm thấy đúng chân và phù hợp với cửa tiền của em nào có thể chụp ảnh màn hình xong rồi inbox trực tiếp qua Zalo cũng như số điện thoại của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên mà muốn tham khảo thêm rất nhiều mẫu xe mà hiện đang có mặt tại thị trường hoặc là chợ Tô miền Bắc thì có thể theo dõi em, cho em xin một lượt đăng ký cũng như bật chuông thông báo bác nhé, để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe về cho các bác tiện tham khảo luôn, báo giá báo đời cũng như là thương lượng giá cả với em trực tiếp qua số điện thoại qua Zalo. Đấy thì ngay trên màn hình nhỏ các bác đây, đó là chiếc Toyota Vios với form cũ được sản xuất năm 2011. Cái bản này thì bản limo, limo này thì nâng kịch các bác nhé, là răng đúc rồi, hệ thống gọi là xi nhan thích cập chân gương. Đấy, tay nắm cửa nẹp chân kính đều được mạ chrome, sơn xi bên ngoài thì mang lớp sơn màu đen khá là đẹp luôn. Đấy, cái bóng 70 chỗ nào xước xác cả. Hiện tại em nó mang biển tư nhân, biển của Hà Nội. Đấy, cái biển Hà Nội thì các bác nào đang sinh sống làm việc tại Hà Nội đấy ạ, các bác mua về thì tiết kiệm đâu đó loanh quanh 20 triệu tiền ra biển các bác nhé. 30F34995 này, đăng kiểm thì còn rất là dài luôn các bác nhé. Đăng kiểm dài tận tháng 4 năm 2023 cơ. Đấy, thì em này nó ra độ full đồ rồi, xi nhan thích hợp chân gương này. Đấy, la răng đúc bộ 4 bánh này. Bản limo này thì nó không có túi khí, không phanh ABS các bác nhé. Đấy, nội thất em này cũng khá là tươi mới. Đấy, hiện tại thì chiếc Toyota Vios đời 2011 với bản limo nâng kịch này thì bên em đề xuất bán với giá là loanh quanh đâu đó là 218 triệu các bác nhé. 218 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Nói chung là nội thất em này thì khá là tươi và đẹp luôn. Đấy, bọc bộ ghế da khá là sáng, màu ghi sáng các bác nhé. Đấy, không bị nhau rách hay là cái gì cả. Đầy đủ hệ thống màn hình giải trí, màn hình của Toyota rồi. Đấy, cánh cửa đóng vào cũng khá là êm ái, nhẹ nhàng. Đấy, bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho em luôn các bác nhé. Cái này thì em có một chiếc Toyota Vios đời 2010. Lưng bộ la răng thâm, trông khá là cứng cáp luôn. 2010 cũng là form cũ này, nâng kịch rồi, bản limo. Đấy, đầy đủ hệ thống đèn gầm và hộp đèn của nó không bị dập vỡ hay chấp nước gì cả. Cả trước cản sau khá là đều. Đấy, sơn xi bóng 7, spa mông má nét căng rồi, lốp dép mới khoảng tầm 85% các bác nhé. Đấy, em này thì loanh quanh đâu đó 195 triệu các bác ạ. 195 triệu bên em là bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Đấy thì các bác phải cân đối cho mình chiếc Toyota Vios với cái form cũ 2010 này về đi gia đình hoặc là tập lái che nắng che mưa. Để mà thay thế một chiếc xe máy thì khá là hoàn hảo luôn các bác nhé. Thì em này nó có cả camera lùi, hiện tại em mang biển của Ninh Bình 35A17845. Nói chung là thân vỏ khá là đẹp rồi. Đấy, bóng 7 nét căng, sơn xi không bị xước xác chỗ nào, nội thất thì tươi mới các bác nhé. Màn hình giải trí thì đầy đủ luôn, option bên trong đầy đủ luôn. Điều hòa của dòng này thì điều hòa cơ các bác nhé, điều hòa cơ. Đấy, cánh cửa đóng vào khá là êm ái luôn. Đăng kiểm dài từ tháng 2 năm 2023, giá 198 triệu động cơ 1.5 này. Những cái dòng Toyota Vios này thì nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tiêu hao nhiên liệu khoảng 5 lít đến 5 lít rưỡi/100 km các bác nhé. Máy số nó rất là bền bỉ, lành lặn theo năm tháng theo thời gian luôn ạ. Đấy, bên này thì em có một chiếc Toyota Vios E với cái phiên bản E đủ các bác này, đời 2009 này. Cái bản E đủ này thì nó trang bị cho mình hệ thống gọi là phanh đĩa 4 bánh kết hợp với cả phanh ABS và phanh và túi khí an toàn luôn các bác nhé. Đấy. Sơn xi bên ngoài thì cũng quá là ok rồi. 2009 này, 2010, 2011 này, lần lượt 3 em form cũ này, còn một em màu bạc này nữa. Thì cái em 2009 với cái bản E đủ xe gia đình này thì hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 218 triệu các bác nhé. Nó bằng cái thằng limo đời 2011 ạ. Nội thất em này cũng khá là tươi đẹp luôn con này. Đấy, vô lăng cứng cáp, tích hợp cho mình đầy đủ túi khí an toàn và màn hình giải trí các bác nhé. Đấy, khá là tươi đẹp luôn nội thất của nó này, rất là đẹp. Đấy, bác nào mà muốn nghe khoang động cơ của em có thể nổ máy luôn cho các bác tiện quan sát luôn. Đăng kiểm dài tận tháng 1 năm 2023 luôn các bác nhé. Đấy, 218 triệu thôi ạ. Bên này thì có một chiếc màu bạc trông khá là tươi. Đấy, màu mèo trông khá là tươi luôn các bác này. Hiện tại mang biển tư nhân, biển Hải Phòng 15A72759 này. Đấy, em này thì gọi là hộp đèn của nó cũng thế, khá đẹp, tươi, trong sáng, không bị chấp hơi nước hay là dập vỡ. Đấy, lốp dép bờ đít tông mới khoảng tầm 80%, xi nhan tích hợp chân gương này. Đấy, nội thất bọc lớp ghế da màu ghi này. Cái màu ghi này bọc cho thằng nội thất màu của Vios nhìn nó khá là sang các bác nhé.
Có cả đầy hồ đủ màn hình giải trí, màn hình Android tích hợp SIM 4G các bạn. Vô lăng gật gù. Đấy, vô lăng gật gù trông rất là cứng cáp luôn, hai túi khí an toàn. Và phanh đĩa 4 bánh kết hợp phanh ABS đầy đủ luôn, sơn xì màu bạc. Đấy. Với cái chiếc Toyota Vios ER 2011 các bản xe gia đình nhà bên em đề xuất bán với giá là 245 triệu các bác nhá, 245 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác. Đấy. Nói chung là tất cả mỗi xe mà em giao bán bên em đều có cam kết là không đâm đụng, không ngập nước bằng văn bản, bằng giấy tờ các bác khi mua bán các bác nhá. Này, em sẽ quay qua vòng rồi em sẽ khởi động từng khoang động cơ của em một lên cho các bác kiểm tra xong luôn. Dưới đây thì em còn 245 chiếc xe mới form mới đấy các bác này. Form mới các bác nhá, đầy đủ màu sắc, màu đen, màu vàng cát và kết hợp với màu trắng nữa. Đấy, có 5 chiếc luôn. Đầu tiên là chiếc Toyota Vios ER 2015 này, một mẫu xe gia đình này. Cái ta mang biển 15A19423. Chiếc này đăng kiểm dài tận tháng 4 năm 2023 các bác. Động cơ 1.5 form mới rồi, nhìn nó rất là cứng cáp và đẹp luôn. Đấy, hệ thống đèn của nó thì nó vẫn sử dụng trong hệ thống đèn chiếu sáng, đèn halogen thôi. Đấy, sơn xi bên ngoài thì dường như là các bác mua về sẵn, chỉ việc đổ xăng thay dầu, chạy tạo xi nhan tích hợp chân gương này, phanh đĩa 4 bánh kết hợp cả phanh ABS đầy đủ luôn. Đấy, mẫu bản này thì nó có hai túi khí an toàn các bác nhé, hai túi khí an toàn, một bên phụ và một bên vô lăng tím còi. Với chiếc Toyota Vios ER 2015 đầu đài màn hình nguyên bản này, hiện tại bên em được xuất bán với giá là 328 triệu các bác nhé. Nội thất bọc lớp ghế da màu kem bơ khá là sáng và sạch sẽ. Đấy, cản trước cản sau nó không bị chảy xệ này, keo chỉ cô lốp còn nguyên zin, lốp dép được khoảng tầm 85% các bác nhé. Đấy, em này thì nó đầu đài nguyên bản rồi cho nên là nó không có hệ thống gọi là camera lùi. Đấy, bác nào thích có thể bên em sẽ hỗ trợ cái phần gọi là cái màn hình giải trí luôn ạ. Đấy, nẹp chân kính vào phần nẹp chân kính, tay nắm cửa vèo mưa đều lốp mạc chrome, trông là khá là cứng cáp con xe luôn. Đấy, nội thất rất là tươi và ok luôn các bác nhé. Đấy, bên này em có một chiếc Toyota Vios 2015 nữa, cũng là mang nước sơn màu đen các bác này. Đấy, hiện tại cũng mang biển 15A19430. Cái này thì nó cũng không khác gì các em vừa em quay rồi. Đấy, 2015, phanh đĩa 4 bánh kết hợp cả phanh ABS túi khí đầy đủ luôn. Đấy. Thì em này hiện tại bên em đang xuất bán với giá cũng đồng giá với em kia thôi, 328 triệu các bác nhá. Nội thất khá là tươi đẹp luôn. Đấy. Khá là tươi đẹp luôn này. Sơn xi bên ngoài bóng bẩy, cản trước không bị chảy xệ, cản sau cũng thế là rất là khít và khớp nhau này. Nội thất rất là tươi mới các bác, bản E đủ của xe này. Các bác mua em này về chạy gia đình hết bài luôn các bạn. Các bác có thể đi em này về thì xe hoa, đám cưới đám hỏi thì hết bài, quá là ok luôn, kiếm thêm thu nhập. Hoặc là em này thì nó có đầy đủ màn hình giải trí rồi, kết hợp với cả camera hành trình các bác nhé. Còn bên này thì em có một chiếc Toyota Vios đời 2000 em này lên quanh đâu đó 2016 các bạn, 16 với bản G máy 1.3. Thì em này độ lên bộ đèn bi salon siêu sáng này, 286 triệu các bác nhé, 296 triệu ạ. 296 triệu cho chiếc Toyota bản G đời 2016 này. Đấy. Form dáng bên ngoài em này độ đèn rồi, sơn xi thì rất là ok luôn. Nét căng các bác nhá. Cái bản G này thì nó chỉ có trang bị cho mình hai phanh đĩa phía trước thôi. Kết hợp với cả một túi khí an toàn chứ nó không có phanh ABS các bác nhá. Đấy, nội thất của nó này, khá là tươi đơn, độ nội thất full rồi. Đấy, nội thất hai màu và ghế bọc lớp ghế da màu đỏ kết hợp cả màu đen. Đấy. Màn hình giải trí, màn hình Android đầy đủ luôn các bác nhá, 296 triệu luôn. Đấy, bên này thì em có một chiếc Toyota Vios nữa, đem này thì là mang nước sơn màu vàng cát, sản xuất năm 2015 với cái bản E đủ này. E đủ sơn xi mang nước sơn màu vàng cát các bác này, trông sơn khá là tươi luôn, tươi mới và đẹp các bác nhá. Đấy, bác nào đúng chân thì có thể chụp ảnh màn hình gửi trực tiếp qua Zalo cũng như số điện thoại của em 0389726738 các bác nhá. Lúc đây em sẽ cung cấp thông tin hình ảnh góc cạnh đầy đủ thông tin cho các bác tiện tham khảo từng mẫu xe một hiện tại mà em đã quay trên video này. Đấy, thì chiếc Toyota Vios ER 2015 nước sơn màu vàng cát này bên em đề xuất bán với giá là 338 triệu các bác nhé, 338 triệu. Này, lốp dép em này thì nó được hao được khoảng tầm 80% thôi. Nói chung là các bác đi thoải mái 1,5 năm nữa các bác thay bộ lốp mới thì quá ok luôn. Ốp đèn cũng được ốp lốp mạ chrome rồi, bảo quản chống xước chống va đập. Đấy, khá là ok. Hiện tại hồ sơ cầm đây sẵn, ra tên bấm biển nốt nhạc thôi các bác nhé. Bên này thì em còn một chiếc Toyota Vios ER 2016 với cái form gọi là form mới thôi. Máy này cũng lên máy mới các bác nhá. Máy mới, máy trắng ạ. Máy trắng thì tất nhiên thì nó vận hành sẽ trơn tru hơn cái máy đen. Đấy. Khắc phục tất cả những cái gọi là những cái điểm yếu của máy đen thôi. Cho nên là đi những em này thì khá là ok và yên tâm, ổn áp luôn các bác nhá. Đấy, đời 2016 bản E đủ, một mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình, không taxi phụ gì. Đấy, xe này thì đâu đó còn một chủ từ mới các bác ạ. Máy số keo chỉ tất cả mọi thứ cam kết các bao zin cả xe luôn. Hiện tại thì em đăng kiểm em dài tận tháng 11 năm 2023 và mang biển tư nhân, biển của Quảng Ninh 14A22829 các bác nhé.
chuyển tiến tương đối đẹp luôn. Đấy. Sơn xi bên ngoài thì không có chỗ nào bị xước xác cả. Hộp đèn không bị dập vỡ hay là chớp hơi nước. Đấy. Nội thất đeo này bọc lớp ghế da hai màu các bác, màu đen kết hợp với cả màu kem bơ nha các bác nhá. Nhìn nó khá là tươi và nội thất hai màu đặc trưng là dòng E chuẩn của nó đây. Hai túi khí an toàn, phanh ABS và túi khí các bác nhá. Phanh đĩa bốn bánh. Vô lăng là dấu hiệu hao mòn dường như là rất là ít luôn. Chung là có một chút một ít thôi, không có nhiều lắm. Keo chỉ cô lốp tất cả mọi thứ đều còn nguyên zin nguyên bản, cánh cửa đóng vào khá nhẹ nha. Đấy, bây giờ sẽ khởi động một loạt cái mẫu xe này lên cho các bác tiện lắng nghe về khoang động cơ từng em một. Với chiếc EL216 là bên em đề xuất bán với giá là 368 triệu các bác nhé. Tất cả giá mà em đề xuất bán đều là giá bao gồm cả thủ tục hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, bác nào đúng chuyến thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé. 0389726738 ạ. Máy nổ khá là êm ái luôn. Máy nổ khá là êm ái luôn các bạn. Khoang động cơ của nó đây. Khoang động cơ của nó em này. Em e này khá là ok luôn. Em khoang máy khá là mộc mạc, cổ đáo hoàn toàn không hiện tượng gì dầu gì cả các bạn. Bên tai đèn này, mọi thứ này. Nó rất đều xe luôn. Vừa rồi em tối nó tôi gửi phòng quay qua báo giá review trực tiếp cho quý chị bạn tham khảo. Đâu đó 11 mẫu xe Toyota Vios có cả form cũ, form mới từ 2009 cho đến 2016, bản E, bản Limo, bản G đầy đủ luôn các bác nhá. Bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 ạ. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì anh có thể cho em xin một lượt đăng ký và bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.